Cái lý do mà để tôi và các bạn founders bắt đầu theo sản nộp là bởi vì muốn lan tỏa cái thói quen tuần tra. Từ Hà Nội mà đi đến vùng đất mà chúng tôi gọi là vùng đất thảo mộc, mỗi khi về đấy thì chúng tôi cảm giác là mình thực sự sống với không khí, sống với lại cây cỏ. Từ cái việc là không hiểu gì về thị trường trà, cũng không có cái sự kết nối gì, và rất là liều và rất là nhanh đã ra ngay một cái bộ trà quà tặng Tết. Một cái doanh nghiệp mà mới thành lập thì gặp rất là nhiều những cái vấn đề, khi mà bắt đầu thì cổ phần như thế nào cho hợp lý, nên như thế nào, và cái exit là như thế nào nếu như định là sau này sẽ không đi cùng với nhau, hoặc vân vân. Startup Academy nó giống như là một cái guideline, mình có thể quay lại và tra cứu và tìm hiểu thêm khi mà cần cái thông tin cho cái quyết định của mình. Đến sau 2 năm, chúng tôi đã hiểu hơn về thị trường trà, hiểu hơn về khách hàng, đã có một cái tập khách hàng riêng của mình, và cái việc mà ra các sản phẩm trà chế biến hay là trà men lạnh thì được sự đón nhận rất là tốt của mọi người. Trong quá trình phát triển theo sản phẩm thì chúng tôi cần thêm những cái vùng nguyên liệu khác, và gặp rất là nhiều khó khăn trong cái việc lựa chọn những cái nguyên liệu sạch. Về cái ngành của mình, nó không gói gọn trong cái việc là bán trà nữa, mà nó bắt đầu rộng ra là nông nghiệp và hệ sinh thái. Chúng tôi lại có một cái mong muốn lớn hơn, đó là muốn làm một cái mô hình mà những cái người sản xuất xung quanh họ có thể nhìn vào trực quan để biết được là hoàn toàn có thể canh tác được theo hướng không sử dụng hóa chất, không sử dụng phân hóa học. Sắp tới thì Tea House Hà Nội sẽ mở xưởng ở vùng nguyên liệu mà chúng tôi gọi là vùng đất thảo mộc. Cái mục tiêu thứ hai là chúng tôi sẽ không dùng nhựa một lần trong tất cả các sản phẩm của mình. Và cuối cùng đó là Tea House Hà Nội sẽ thực hiện cái hành trình kết nối với lại các vùng nguyên liệu sản xuất canh tác theo hướng tự nhiên, để không những tạo ra những sản phẩm tốt cho người tiêu dùng mà còn bảo vệ môi trường.